Chào mừng các bạn quay trở lại với Thẩm mỹ viện Gan Nam. Đến với chúng ta ngày hôm nay là bạn Huyền. Trước đây thì bạn Huyền đã thực hiện dịch vụ cắt mắt tại Thẩm mỹ viện Gan Nam. Các bạn đã từng nhớ rằng là sau khi mà bạn Huyền làm xong thì bạn Huyền đã thực hiện một buổi livestream của chúng ta đúng không ạ? Hình ảnh trước mắt của chúng ta là hình ảnh trước khi mà bạn Huyền thực hiện dịch vụ cắt mắt tại Gan Nam. Trong hình ảnh này thì các bạn có thể nhìn thấy nếp mí hai bên của bạn Huyền là không đều nhau. Trong một cái đoạn video clip chúng ta quay thì sẽ nhìn thấy rõ hơn. Đây, các bạn có thể nhìn thấy khi bạn Huyền nhắm mở mắt thì sẽ tạo thành rất nhiều nếp mí. Đôi mắt của bạn có rất nhiều nếp mí. Đó, các bạn có thể nhìn thấy được. Và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ tại Thẩm mỹ viện Gan Nam thì bạn Huyền đã được mở góc mắt nè. Nếp mí sâu và nét hơn, tạo thần thái cho đôi mắt của chúng ta hơn rất là nhiều. Ngày hôm nay thì bạn Huyền, này, hình ảnh của bạn Huyền sau khi được phẫu thuật các bạn ha. Đây là một trong những khách hàng mà có đôi mắt rất là nhiều vấn đề và phải cùng với lại đội ngũ ekip bác sĩ tại Thẩm mỹ viện Gan Nam với tay nghề cao và trang thiết bị máy móc hiện đại thì đã hội chẩn và đưa ra được những cái phương pháp giúp cho cái đôi mắt của bạn cải thiện giống như thế này, giải quyết được hết tất cả những cái da thừa và nếp mí không đều của bạn. Thì đến ngày hôm nay thì bạn Huyền đã được 20 ngày sau khi quay trở lại với Thẩm mỹ viện Gan Nam, đúng không ạ? Và cái nếp mí của bạn Huyền bây giờ thì đẹp hơn rất là nhiều rồi. Bạn cảm nhận thế nào về đôi mắt của mình sau 20 ngày? Đẹp chị. Có hồn hơn mà. Bữa mất mùa lắm giờ. Đẹp. Ai cũng khen đẹp hết. Đôi mắt của bạn bây giờ có hồn hơn, đẹp hơn và tươi trẻ hơn rất là nhiều. Bạn có thể nhìn, chúng ta sẽ nhìn nếp mí của bạn, đôi mắt của bạn Huyền. Hoàn toàn không còn tình trạng nhiều nếp mí như trước đây nữa. Đôi mắt không còn có vẻ mệt mỏi và u sầu nữa các bạn ha. Đó. Chỉ còn một nếp mí thôi, đúng không? Sau 20 ngày thì chúng ta thấy kết quả hoàn toàn rất là khác. Và nếp mí của bạn Huyền sẽ còn đẹp hơn như vậy nữa. Đây là cái hình ảnh nếp mí trước đó. Các bạn có thể nhìn thấy da thừa khá là nhiều. Mí hai bên không đều nhau. Đôi mắt của bạn cụp xuống, mí mắt cụp xuống. Rất là buồn, đúng không? Không có thần thái của đôi mắt. Nhưng mà ngày hôm nay thì khi mà lựa chọn dịch vụ phẫu thuật mắt tại Gan Nam thì đôi mắt của bạn hoàn toàn khác rồi. Bạn hài lòng với nếp mí này đúng không? Dạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã tin tưởng Gan Nam, lựa chọn Gan Nam là nơi để mình được phẫu thuật mắt. Chúng ta sẽ nhìn lại một lần nữa nhé, hình ảnh nếp mí của bạn Huyền. Huyền có thể chớp mở mắt lên nhẹ nhàng để cho các bạn cùng nhìn thấy nếp mí của mình. Mới chỉ sau 20 ngày thôi nha các bạn. Cảm ơn Huyền rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi buổi live của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong một buổi live gần đây nữa. Xin chào.